Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, sinh thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từng nói: lịch sử chỉ xảy ra một lần, nhưng viết sử thì có thể viết nhiều lần và có nhiều người viết. Nhưng điều quan trọng là phải tôn trọng sự thật lịch sử. Với những người yêu lịch sử nước nhà, yêu dân tộc bằng cả trái tim, tất nhiên họ sẽ hiểu được chân lý ấy. Thế nhưng với những kẻ phản quốc, phản động thì chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Hơn nữa, những kẻ này còn tự viết lại lịch sử một cách rất nực cười khi tưởng niệm tri ân kẻ bán nước cầu Vinh, kẻ đã tắm máu chính đồng bào của mình. Vậy chuyện nực cười đó đã diễn ra như thế nào? Những kẻ phản động đã tẩy trắng lịch sử ra sao? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, dù là bây giờ chiến tranh đã không còn nhưng chưa bao giờ chúng ta ngừng đấu tranh. Thời đại thông tin bùng nổ, anh em cần phải thật tỉnh táo trước những thứ tổ xích mà bọn phản động, chống phá nhà nước tuyên truyền. Đừng để xương máu của những người đi trước trở thành vô ích. Đặc biệt gần đây, tiếp tục với nghề ăn tục, nói phét, đổi trắng thay đen khi khắp các diễn đàn của anh em Dân Chủ và Việt Tân lại đồng loạt đăng tải lại bài viết với câu nói nổi tiếng của Ngô Đình Diệm: tôi tiến, hãy tiến theo tôi lùi, hãy giết tôi chết, hãy nối chí tôi. Đồng thời tôn vinh Diệm là người đã khai sanh và dựng nền nước Việt Nam Cộng Hòa hùng mạnh. Không hiểu tại sao Ngô Đình Diệm đã đột nhiên trở thành người cưu mang, ổn định đời sống gần 1 triệu người di cư từ miền Bắc vào Nam. Nhà đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam từ khi nào vậy? Bản thân Ngô Đình Diệm là một kẻ bán nước cầu Vinh, làm bù nhìn cho Mỹ xâm lược Việt Nam, được ví như tên đứng đầu nạn diệt chủng dân tộc, với những hình thức tra tấn, giết hại rất man dợ. Các tội ác của Ngô Đình Diệm đã được các tài liệu lịch sử chứng minh. Vậy mà hôm nay, những kẻ luôn lu loa yêu nước lại đi dâng lời cầu nguyện cho một kẻ bán nước. Phải chăng chúng đang cố tình ăn không nói có để xuyên tạc sự thật về Ngô Đình Diệm? Ngô Đình Diệm từng làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại, sau đó làm thủ tướng rồi trở thành tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa sau khi phế truất Bảo Đại. Trong suốt thời gian tại vị, ông đã phạm tội ác chống lại Tổ quốc, chống lại dân tộc Việt Nam bằng những hành động cọng rắn, cắn gà nhà và bạo ngược đối với nhân dân khi làm quan trong chính quyền bảo hộ Pháp, Vatican trong những năm 1922 đến 1933. Và khi được Hoa Kỳ và Vatican cho nắm giữ các chức vụ thủ tướng và tổng thống ở miền Nam trong thời gian từ năm 54 đến năm 63 ở miền Nam. Hình ảnh của Ngô Đình Diệm gắn liền với cái máy chém lê đi khắp miền Nam. Và câu nói nổi tiếng của Diệm hẳn ai cũng thuộc nằm lòng: thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chính câu nói này đã lô tả đến tận cùng sự tàn bạo, hung ác tới mức không còn tính người của Ngô Đình Diệm. Thủ đoạn của Diệm vô cùng đa dạng và hậu quả thì rất nặng nề. Trong đó, chính sách tố cộng, diệt cộng do Mỹ Diệm thực hiện đã gây cho cách mạng những tổn thất to lớn. Chỉ tính từ tháng 7 năm 1955 đến tháng 2 năm 1956, chúng đã giết hại, giam cầm 93.362 cán bộ, đảng viên. Từ năm 1955 đến 1958, riêng ở Nam Bộ, địch đã giết hại khoảng 68.000 cán bộ, đảng viên, bắt 446.000 người. Tháng 12 năm 1958, chúng đầu độc hàng nghìn tù chính trị ở trại giam Phú Lợi, làm chết nhiều chiến sĩ cách mạng. Đến tháng 4 năm 1959, Ngô Đình Diệm tuyên bố đặt miền Nam trong tình trạng khẩn cấp. Ngày 6 tháng 5 năm 1959, thông qua luật 10/59 về việc thành lập các tòa án quân sự đặc biệt, với lý do xét xử các tội ác chiến tranh chống lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mục đích nhằm tiến hành thanh trừ những người cộng sản ở miền Nam Việt Nam. Đạo luật 10/59 có thể nói là tiếp nối chính sách tố cộng, diệt cộng của Ngô Đình Diệm. Theo đạo luật này, tòa án quân sự đặc biệt dưới chế độ Ngô Đình Diệm chỉ xử hai mức: tử hình và khổ sai trung thân. Tuy nhiên, chỉ cần có ý nghĩa chống chính quyền Diệm là bị ghép tội chứ không đợi ra đến tòa. Với đạo luật 10/59, Mỹ Diệm đã tiến hành đàn áp khủng bố nhân dân tham gia cách mạng, giết hại những người yêu nước, đánh phá ác liệt các chi bộ đảng và cơ sở cách mạng. Khắp miền Nam, nhất là những vùng kháng chiến cũ, bọn Diệm ra tay khủng bố giết người, cướp của, đốt làng. Vụ thảm sát ở hai thôn Tân Hiệp và Tân Lập là một kiểu mẫu tội ác của chúng. Chúng đã giết sạch, cướp sạch, đốt sạch. Hôm 9 tháng 7 năm 1955, bọn Diệm kéo đến thôn Tân Hiệp bắt giết 22 người đàn ông. Hôm 14 tháng 7, chúng giết 10 trẻ em và 15 phụ nữ, trong đó 5 người có thai gần đẻ. Hôm 16 tháng 7, chúng giết nốt 8 người cuối cùng, hoặc vì ốm nặng, hoặc vì mới ở cữ không chạy đi được.
Trong thôn có 57 người, chúng giết hết 55 người, chỉ còn 2 người đi vắng, may trốn thoát. Các mẹ và các chị phụ nữ bị chúng lột hết quần áo, trói lại, thay nhau hãm hiếp, rồi chúng dùng lưỡi lê đâm từ ngực xuyên đến lưng. Có người còn bị chúng chặt cụt chân tay, cắt cổ, mổ bụng, moi cắt bào thai. Những trẻ em mới từ 7, 8 tháng đến 9, 10 tuổi cũng bị chúng giết một cách cực kỳ thê thảm. Giết người xong, chúng vào từng nhà cướp sạch của cải, rồi đốt trụi làng. 37 người ở thôn Tân Lập cũng bị chúng giết một cách dã man như vậy. Cả hai thôn, 61 người lớn, có những cụ già 60-70 tuổi và 31 trẻ em bị chúng giết sạch. Chỉ còn 2 người đi vắng may trốn thoát. Bà con ta nên đưa chuyện này nói cho nhau biết. Người này nói với người khác, nhà này nói với nhà khác, để thêm căm thù bọn Diệm, để càng thương xót đồng bào miền Nam, biến căm thù và thương xót thành sức phấn đấu. Mỗi người chúng ta càng cố gắng, càng hăng hái làm tròn nhiệm vụ để củng cố miền Bắc, chiếu cố miền Nam, làm cho nước nhà mau được thống nhất, đồng bào miền Nam mau được giải phóng. Chỉ sau hơn một tháng áp dụng, phía chính quyền Sài Gòn đã đạt được những thành quả vô cùng to lớn. Họ vui mừng tổng kết tin tức tháng 6 năm 1959, đó là: nhờ ở đường lối khôn khéo của chính quyền cùng sự tích cực hoạt động của quân đội, bảo an và dân vệ và toàn thể các cơ quan an ninh ta, nên một số lớn cán bộ Việt Cộng đã lần lượt xa lưới và mọi hành động quân sự của chúng hầu như bị tê liệt. Thực tế, chế độ Ngô Đình Diệm đã tổ chức các chiến dịch Tố Cộng, Việt Cộng, tiến hành càn quét khắp miền Nam, giết hại hàng loạt những người kháng chiến của Việt Minh. Hàng chục vạn người dân thường cũng bị bắt giữ vì tình nghi có liên quan tới Việt Minh. Hàng ngàn làng mạc đã bị đốt phá, gây ra sự căm phẫn cho rất nhiều người dân miền Nam. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới phong trào đồng khởi của người dân miền Nam nhằm chống lại chế độ Ngô Đình Diệm. Trước sự đánh phá quá nhiều đợt Tố Cộng Diệt Cộng cực kỳ ác liệt và những chiến dịch càn quét khốc liệt của quân đội Ngụy tay sai, những phong trào chống Mỹ ở miền Nam đã chịu những tổn thất nặng nề chưa từng có. Một trong những công cụ được sử dụng để thực thi tội ác chính là máy chém. Mục đích hành quyết những người bị kết tội ban đầu bằng máy chém nhằm gian đe, gây khiếp sợ cho những người cộng sản cũng như quần chúng cách mạng. Vì thế, chính quyền Ngô Đình Diệm đặt máy chém ở nhiều nơi, chủ yếu là các chợ như Trung Hòa, Tân Hội An, Củ Chi, v.v. Lúc này máy chém được tái sử dụng và trở thành một công cụ giết người. Chúng lê máy chém đi khắp các vùng nông thôn và thành thị miền Nam, công khai giết hại những người yêu nước, tàn sát đồng bào hết sức man dợ. Các khẩu hiệu nổi tiếng như thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đồng tâm diệt cộng, tiêu diệt cán bộ Nam vùng, tiêu diệt cộng sản tận gốc, thể hiện quyết tâm chủ nghĩa cộng sản tới cùng của Diệm. Máy chém được thiết kế bởi hai cột trụ gỗ cao tầm 3 mét với lưỡi dao được treo phía trên và có dây thừng nối để thả xuống. Phía dưới có một xà ngang khác và giá hẹp để tử tội đặt đầu vào. Hai mảnh ván được khoét hình bán nguyệt, giáp lại thành hai hình tròn, chặn phía trên và phía dưới cổ tử tội để lưỡi dao rơi vào giữa. Bên trong trụ là hai rãnh để lưỡi dao, theo đó rơi xuống theo một đường thẳng đứng. Phía dưới là hộc sắt để rơi vào đầu tử tù, kế bên là thùng đựng thi thể. Có thể nói với đạo luật 10/59 mà chính quyền Ngô Đình Diệm thi hành đã khiến cho cách mạng miền Nam như nằm trong máu lửa, bị tổn thất nặng nề, lâm vào tình thế hết sức hiểm nghèo. Hàng chục nghìn cán bộ, đảng viên, quần chúng cách mạng bị địch bắt, tra tấn, giết hại, tù đầy. Xã hội miền Nam trở nên cực kỳ ngột ngạt. Tuy nhiên, trong điều kiện khắc nghiệt ấy, quần chúng nhân dân vẫn trung dũng, kiên cường, một lòng một dạ theo đảng, ủng hộ cách mạng, vùng lên đấu tranh chống lại âm mưu thâm độc, xảo quyệt và những chính sách độc tài, phát xít của kẻ thù. Đặc biệt, kể từ khi nghị quyết hội nghị lần thứ 15 tháng 1 năm 1959 của đảng ra đời đã vạch rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam trong bối cảnh chung, hoạt động xây dựng lực lượng vũ trang và phong trào đấu tranh vũ trang đã được khôi phục và ngày càng phát triển, hỗ trợ hiệu quả phong trào đấu tranh chính trị, đưa cách mạng miền Nam cũng như cả nước sang một giai đoạn mới. Cũng từ đây đánh dấu sự thất bại của đạo luật 10/59 cũng như sự lung lay của chế độ Ngô Đình Diệm. Ngoài ra, Ngô Đình Diệm đã cho thi hành kế hoạch Kitô hóa miền Nam bằng bạo lực, khiến cho hơn 300.000 người bị sát hại, cùng với hơn nửa triệu người bị bắt giam và tra tấn một cách hết sức dã man. Vào ngày 30 tháng 11 năm 1961, Diệm đã hí hửng và hô hởi đồng lõa với quân đội Mỹ trong việc sử dụng chất độc da cam rải xuống đồng ruộng và rừng cây trong lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Việc làm dã man này không biết đã sát hại bao nhiêu trăm ngàn hay hàng triệu nạn nhân, và hậu quả của việc làm này cho đến ngày nay vẫn còn gây hại cho đất đai,
cây cối, mùa màng, sinh vật và nhân dân ta trong vùng bị ảnh hưởng. Thế mới thấy tội ác, hành động dã man của Ngô Đình Diệm đối với nhân dân Việt Nam. Nhưng rồi, tuần trăng mật của anh em Diệm cũng kết thúc. Ngày 2 tháng 1 năm 1963, quân đội của Ngô Đình Diệm thua trận tại chiến trường ấp Bắc Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Đây là thất bại đầy đau đớn khiến người Mỹ không thể chấp nhận. Theo tài liệu thu thập được cho thấy, quân Việt Nam Cộng Hòa đông hơn gấp 4 lần phía Cộng sản. Với sự yểm trợ của thiết giáp và máy bay trực thăng, thế nhưng vẫn bị đánh cho tơi tả. Sau lần thảm bại này, ngày 25 tháng 2, lần đầu tiên Tổng thống John Kennedy nghĩ về một kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Việt Nam Cộng Hòa. Tin này khiến Ngô Đình Diệm có cảm giác bị phản bội. Quan hệ giữa Việt Nam Cộng Hòa và Washington đầy căng thẳng. Cả Ngô Đình Diệm lẫn người Mỹ đều bắt đầu xét lại mối quan hệ từ trước đó. Cố vấn tòa đại sứ John McClellan cấp báo về Bộ Ngoại giao Mỹ như sau. Việc căng thẳng này có thể gây hậu quả tai hại cho chúng ta với ông Ngô Đình Diệm hơn cả một phản ứng công khai. Cuối tháng 3, ông Ngô Đình Nhu bắt tay vào kế hoạch ngăn chặn đảo chính do Mỹ sắp đặt. Thế nhưng không gì có thể ngăn chặn được sự sụp đổ của Việt Nam đệ nhất Cộng Hòa. Hàng loạt biến cố xảy ra tính từ tháng 4 năm 1963 trở đi chỉ là giọt nước làm tràn ly. Bởi về đối nội, gia đình ông Ngô Đình Diệm bị chống đối khắp nơi. Còn về đối ngoại, Mỹ muốn sự thay thế người đứng đầu Việt Nam Cộng Hòa. Một tình tiết rất đáng chú ý, ngày 29 tháng 8 năm 1963, vào thời điểm cao trào của sự mâu thuẫn giữa chính quyền Sài Gòn và Washington, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle lên tiếng kêu gọi hai miền Nam Bắc tham dự một hội nghị hòa bình, thống nhất và trung lập. Ông Diệm không mặn mà lắm với lời kêu gọi này. Ông Nhu lại tiếp tục bắn tín hiệu cho người Mỹ. Nếu các ông ngưng ủng hộ chúng tôi, thì chắc chắn sẽ có một chính phủ trung lập xuất hiện để gạt bỏ sự ảnh hưởng của các ông. Ông Nhu đã phạm sai lầm. Tín hiệu này của ông càng khiến người Mỹ quyết tâm lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Ngày 30 tháng 10 năm 1963, phụ tá Ngoại trưởng Mỹ Roger Hisman gửi đến Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn một bức mật thư mà ông này gọi đó là hoàng hôn của các thần linh. Trong bức mật thư này có đoạn: "Chúng ta cần khuyến khích nhóm đảo chính chiến đấu đến cùng và phá tan Dinh Độc Lập nếu cần để đạt được thắng lợi. Điều kiện cho gia đình họ Ngô là đầu hàng vô điều kiện, vì nếu không họ sẽ tìm cách gạt bỏ được lực lượng đảo chính lẫn sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Nếu gia đình họ Ngô bị bắt sống, vợ chồng ông Nhu phải nhanh chóng bị tống xuất sang Pháp hay bất cứ nước nào muốn nhận họ. Riêng ông Diệm tùy thuộc vào ý muốn của các tướng lĩnh tham gia đảo chính." Theo Macon, giám đốc CIA thời đó, Tổng thống Kennedy luôn nhấn mạnh không được đối xử với ông Diệm cách nào tệ hơn là lưu đày. Cuối cùng Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn đều bị sát hại bởi nhóm đảo chính. Bởi cả nhóm tướng lĩnh đảo chính lẫn người Mỹ đều sợ vào ngày mà gia đình họ Ngô có thể lật ngược thế cờ. Người Mỹ không muốn để lại hậu họa, bởi họ thừa sức biết Ngô Đình Diệm năm 1963 đã không còn là Ngô Đình Diệm của những năm trước đó. Ông Diệm thời điểm năm 1963 như một con hổ đã bị tước hết vuốt lẫn cắt gọn nanh. Cuộc đảo chính năm 1963 đã đưa anh em Ngô Đình Diệm phải chết để đền tội trước nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên những kẻ giết hắn và cả gia tộc nhà Ngô Đình Diệm lại là những kẻ đã dựng hắn lên và tôn thờ hắn một thời. Cái chết của anh em Ngô Đình Diệm là kết cục bi đát nhất cho kẻ can tâm làm tay sai cho giặc để phản bội tổ quốc, tàn hại nhân dân. Và đến nay, những kẻ chống cộng lưu vong ở hải ngoại và một số thành phần phản quốc ở trong nước lại tưởng niệm và hối tiếc vì đã sai lầm khi giết Diệm và cho rằng chính vì sai lầm này mà ngụy Sài Gòn sụp đổ. Màn kịch ca ngợi tri ân cố Tổng thống Ngô Đình Diệm thực chất chỉ là cái cớ để chúng thực hiện âm mưu chống phá mà thôi. Và hoạt động ca ngợi Ngô Đình Diệm, linh hồn của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Nó có tác dụng làm thay đổi nhận thức, cách nhìn của thế hệ trẻ, những người không được trực tiếp chứng kiến và nhận những đau đớn do chế độ tay sai đó gây ra. Về chế độ tàn ác, gia đình trị Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời đó là một thủ đoạn đổi trắng thay đen, bởi việc chúng ca ngợi Diệm, thủ lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa, đồng nghĩa thay đổi hình ảnh về chế độ tay sai của mình, làm cho chế độ mình trở nên đúng, trong sạch, trong mắt người khác, giảm bớt sự thù hằn chế độ trong những thế hệ tương lai, tạo điều kiện để thu hút, lôi kéo người về phía mình, tranh giành lực lượng với Đảng và tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phải chăng vì những đồng tiền dơ bẩn mà các anh em nhà Dân Chủ, Việt Tân lại quên rằng mình đang sinh sống trên đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, tự do,
thì đã có biết bao thế hệ đã phải chiến đấu, hy sinh, xây đắp mới có được như ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng, những kẻ phản quốc đều là có cái kết tương đồng với Ngô Đình Diệm mà thôi. Những kẻ vòng nô mãi quốc cầu vinh đều không có kết quả tốt đẹp. Cọng rắn cắn gà nhà, giết hại đồng bào mà tội ác đó không thể dung tha. Ngoài ra hàng năm, mỗi lần đến tháng tư lịch sử, đi trong rực rỡ cờ hoa, mỗi người dân chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động khi nhớ về mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại thắng Mùa Xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Thế nhưng có một số người, nhất là số phản động lưu vong, lại coi ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận, là ngày giỗ của một chính thể phi pháp, phi nghĩa. Mỗi năm đến dịp 30 tháng 4, họ lại tăng cường tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc bản chất của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Họ đưa ra luận điệu cho rằng cuộc chiến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, là cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam, là cảnh huynh đệ tương tàn nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi người Việt Nam ở nước ngoài đấu tranh vì tự do dân chủ, đưa ra điều kiện hết sức phi lý là để hòa hợp dân tộc thì phải bỏ việc kỷ niệm ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Đến nay, các luận điệu xuyên tạc đó được thể hiện qua những bài viết, video, hình ảnh được Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, Nhật Ký Yêu Nước, Dân Làm Báo, Tin Tức Hoa Kỳ đăng tải. Một số phần tử phản động tổ chức livestream nhằm câu view, câu like, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều YouTuber hùa theo cái nhìn trái chiều đó, mặc dù họ không chứng kiến sự khốc liệt và tàn nhẫn của người Mỹ và tay sai của ngụy quân, ngụy quyền tại cuộc chiến tranh Việt Nam. Chúng rêu rao ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày quốc hận, khi Đảng Cộng sản Việt Nam cho quân Bắc Việt xâm chiếm miền Nam. Tháng 4 là tháng vo gạo bằng nước mắt, tháng tư đen. Đây thực chất chỉ là nội chiến, là chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh ý thức hệ nên không có gì đáng tự hào. Những ngôn từ yêu nước, vì dân, vì nước, tôn trọng sự thật lịch sử, tôn trọng khách quan được họ sử dụng thường xuyên hơn nhằm làm tăng tính thuyết phục cho những luận điệu chống đối và để đánh lừa những người nhẹ dạ cả tin trong chúng ta, tác động mạnh mẽ, tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, thái độ của nhân dân ta. Đó là những luận điệu hoàn toàn sai trái, là mong muốn của những phần tử cơ hội, phản động lưu vong, tàn dư của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sự xuyên tạc đó dễ làm cho một số người trong các tầng lớp nhân dân ta mất cảnh giác, rơi vào ngộ nhận, hiểu sai lệch về cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, suy giảm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và niềm tự hào chính đáng vào Đại thắng Mùa Xuân năm 1975. Thế nhưng luận điệu xuyên tạc về lịch sử và phủ nhận sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sự trả giá bằng máu và nước mắt của hàng triệu triệu người con đất Việt đã hóa máu thịt vào lòng đất ấy. Mà sau khi hòa bình được lập lại trên đất nước, đến cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cũng từng thừa nhận cuộc đấu tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam, giải phóng dân tộc là cuộc chiến tranh chính nghĩa. Hà Nội chỉ chiến đấu với một lẽ duy nhất, đó là lòng yêu nước của họ. Và một nước Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của những người Cộng sản Việt Nam chiến thắng vào năm 1975. Điều này như một gáo nước lạnh dội vào những luận điệu xuyên tạc chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 của nhân dân ta. Chiến thắng Mùa Xuân năm 1975 là kết tinh của tinh thần dân tộc, sự chỉ huy tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đoàn kết của quân và dân ta. Để có được chiến thắng vang dội đó là nhờ sự đoàn kết triệu người như một của những trái tim luôn sục sôi yêu nước của bao lớp thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Đây là chiến thắng vĩ đại, oanh liệt và vẻ vang của nhân dân Việt Nam trước các thế lực xâm lược, là chiến thắng của chính nghĩa và nhân văn trước phi nghĩa và bạo tàn. Vì lẽ đó, thế giới kính phục và gọi Việt Nam là lương tri của thời đại. Thực tế đã chứng minh, nếu không có cuộc chiến tranh thống nhất đất nước thì Việt Nam mãi mãi bị chia cắt, miền Nam Việt Nam sẽ mãi bị giặc ngoại bang xâm chiếm. Sau hơn 48 năm thống nhất đất nước và 37 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người, thuộc nhóm nước đang phát triển, có thu nhập trung bình thấp, văn hóa xã hội có bước phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Quy mô GDP không ngừng được mở rộng,
năm 2022 đạt 409 tỷ đô la Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trong ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh lên mức 4.110 đô la Mỹ. Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước thu nhập thấp từ năm 2008. Thứ hạng HDI của Việt Nam trong các quốc gia. Vùng lãnh thổ thế giới tăng từ vị trí 117 năm 2019 lên 115 năm 2021, đứng thứ 6 trong khu vực ASEAN. Hiện nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 192 quốc gia trên thế giới, được các nước tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, giúp vị thế, uy tín trên trường quốc tế ngày càng được mở rộng nâng cao. Nước ta cũng tham gia hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới thông qua việc gia nhập WTO và các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, AFTA, ASEP, EFTA, góp phần đưa kinh tế đất nước phát triển nhanh, bền vững. Như vậy, công cuộc thống nhất đất nước, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đã đem lại những chuyển biến rõ rệt, hết sức sâu sắc và tích cực ở Việt Nam. Những thành quả này là minh chứng sắc bén, bẻ gãy mọi luận điệu xuyên tạc về chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 bất diệt của các thế lực phản động, thù địch. Anh em thân mến, những luận điệu xuyên tạc trên mà các thế lực thù địch và phân tử cơ hội chính trị không có gì mới. Nó đi ngược lại hoàn toàn với lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng của nhân dân. Đến nay, thế lực thù địch ở trong và ngoài nước vẫn không từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta, nhất là trong thời đại công nghệ số. Vì vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác trước những thứ tô xích mà bọn phản động chống phá nhà nước tuyên truyền. Đừng để sương máu của những người đi trước trở thành vô ích. Và cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ thì mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hước Thời Chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả.